Xin chào quý vị các bạn, quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau có mặt tại sân bóng đá Phường Vũng Tàu để dõi theo trận giao hữu giữa các cầu thủ của Phước Thái FC và câu lạc bộ bóng đá đá Hoa Cương. Trong hiệp một cuộc đối đầu này, các cầu thủ áo xanh Phước Thái sẽ là những người lấy bóng trước, họ sẽ là người bảo vệ thủ môn bên tay trái màn ảnh của quý vị các bạn. Ra sân trong đội chính gồm có những cái tên rất quen thuộc, đó là cầu thủ áo số 17 Hà Thế Lặn, hậu vệ trái và AC, hậu vệ phải Thuận Chuỗi. Hai tiền vệ trung tâm là Văn Duy, số 6 Tiến Hùng và chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ áo xanh đó là trung phong mang áo số 24 Hiển Thơ Lan. Về phía các cầu thủ đá Hoa Cương FC ra sân trong trang phục áo vàng quần vàng sẽ là những người bảo vệ cầu môn bên tay phải màn ảnh của quý vị các bạn. Ra sân trong đội chính cũng có các cầu thủ trung vệ mang áo số 5 Quân Dường, cầu thủ mang áo số 10 Văn Minh, số 7 Văn Dương, số 8 Châu Nguyễn. Hậu vệ bên phải mang số 21 đó là Chí Lập và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của họ trong trận đấu ngày hôm nay là cầu thủ mang áo số 9 Tân Sô Lép. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị thì mà cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay đều đưa ra đội hình mạnh nhất. Bên phía các cầu thủ áo vàng đá Hoa Cương FC tỏ ra vượt trội hơn về mặt thể lực khi mà cả bảy cầu thủ trên sân đều đang ở độ tuổi rất trẻ. Phía bên kia trên tuyến các cầu thủ đá FC mặc dù là những cầu thủ đã khá cao tuổi nhưng bằng bản lĩnh cùng lối chơi gắn kết của mình, đây luôn là một tập thể rất khó chịu. Mấy tuần trước minh chứng là đã có rất nhiều những chiến thắng được đoàn quân áo xanh tạo ra khi thi đấu trên mặt trận Phố Vũng Tàu. Và Soren, Văn Minh, vẫn là Văn Minh được chuyển. Ngày mai số 10 Văn Minh, đội trưởng của các cầu thủ đá Hoa Cương FC sẽ là người bảo vệ hành lang cánh trái của các cầu thủ áo vàng. Thuận Chuỗi, ngày hôm nay trong đội hình của các cầu thủ áo vàng đá Hoa Cương có sự bổ sung rất chất lượng, đó là sự xuất hiện của trung vệ mang áo số 5 Quân Dường. Sau một thời gian công tác ngoài biển, anh đã kịp trở về để thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Phạt góc cho Phước Thái FC. Người thực hiện là cái tên quen thuộc của thủ môn áo số 6, đó là Tiến Hùng. Hiển Thơ Lặn, số 24 bên phía cao thủ Phước Thái là một trung phong rất nguy hiểm. Cầu thủ này có thể rút gần rút xa, chân trái chân phải, đánh đầu căng cực tốt. Trong cuộc đối đầu gần nhất của FC Phước Thái với các cầu thủ Việt Quân thì trung phong mang áo số 24 ở Hiển Thơ Lặn đã có cho mình 5 bàn thắng. Nguyễn Sô, Văn Duy, cuộc chiến nơi chủ tuyến của cả hai đội ngày mai sẽ rất nóng bỏng với sự xuất hiện của Nguyễn Sô và Tân Soren thì giữa của các cầu trẻ
nguy hiểm. Vừa rồi là sự lên tiếng của số 24 nhà thờ Đặng, đầy đủ rất nguy hiểm. Về tuyến giữa của các áo vàng ngày hôm nay sẽ được quả lấp bằng Tân Soret và cầu thủ số 8 đó là Sô Nguyên. Hai cầu thủ có lối chơi rất cơ bắp. Liệu rằng trong trận đấu ngày hôm nay Tiến Hùng và Văn Duy, bộ đôi thiên vật trung tâm của các đội Thái FC có thể nhân tỏa được sự hoạt động của hai cầu thủ trẻ vô cùng lăn nổ bên phía các cầu thủ đá ba cơ hay không? Chí Lâm, có vẻ như đó là tình huống dứt điểm thẳng của họ bên phải mà số 21. Nhịp độ của trận đấu đang là vừa phải, hai đội đều chưa muốn dừng các đội hình. Nguy hiểm. Vừa rồi là một pha quăng chân rất nhanh của trung phong Hiển Thờ Lặn, những tình huống sở trường của cầu thủ mang áo số 24, xử lý bóng rất đơn giản. Sau đó là những tình huống dứt điểm bằng hai chân cực tốt của Hiển Thờ Lặn. Rất nhiều lần từ những pha xử lý như vậy, trung phong của các cầu thủ Phương Thái đã mang về cho câu lạc bộ của mình những bàn thắng. Những bàn thắng của anh thường rất đơn giản, nhưng nó lại đến một cách rất cần thiết với đoàn quân áo xanh. Quân Dừa, bóng hai, tình huống 1-2 khá hay của các cầu thủ áo vàng. Và dứt điểm cuối cùng vừa rồi là của tiền vệ trung tâm số 8 Sô Nguyên. Ngày hôm nay bên phía các cầu thủ Phương Thái FC có một sự thiếu vắng khá lớn, đó là sự thiếu vắng của số 21 Trung Hẹo và thủ môn họ môn ba số 1. Nguy hiểm, không vào. Rất tiếc cho Hiển Thờ Lặn, một tình huống đối mặt với cầu môn của số 24. Cái tình huống đặt lòng của anh đã không đi trúng tâm bóng. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Hiển Thờ Lặn nắn nót hơn một chút thì bàn thắng có thể đã đến với các cầu thủ danh Phương Thái FC. Rất đáng tiếc. Thứ điểm. Sau khi thoát thua thì các cầu thủ vàng ngay lập tức có một tình huống phản công, và từ một tình huống đưa bóng bên cánh phải của số 21 Chí Lập thì với sự xuất hiện bên trong của Trung Nguyễn, anh đã làm rung mạnh lưới của thủ môn bên phía Phương Thái FC. Tỷ số được mở rất sớm cho các đội bóng vàng. Người xuất hiện trên bảng tỷ số đó là cầu thủ 38 Nguyễn Trùng. Hoàng A Sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên các đội bóng Phương Thái FC phải chịu những bàn thua sớm. Trong những trận đấu trước đó thì đã rất nhiều lần các đội bóng bị đối phương vươn lên dẫn trước, nhưng bằng bản lĩnh cùng những sự kinh nghiệm lọc lõi của mình, họ đều đã có những trận đấu và giành lại lợi thế về cho câu lạc bộ của mình. Có vẻ như các cầu thủ sạch của Thái FC vẫn chưa đóng máy. Tiến Hùng, rất hay, vẫn là Tiến Hùng. Trồng biên, Tuấn Trôi căng ngang. Tình huống vừa biên rất hay của các cầu thủ sạch. Vừa rồi thì số 6 tiến lại trung tâm Tiến Hùng đã cho thấy giá trị của mình. Những tình huống xoay sở nơi trung tuyến rất khéo léo và bất ngờ là những đường tỉa bóng ra hai biên cực hay của số 6. Vừa rồi là một minh chứng cho điều đó. Rất tiếc là pha đưa bóng vào cuối cùng của Tuấn Chuỗi lại không như ý muốn. Phản công cho các đội bạn. Trong quyền tuyệt điểm không vào. Một cơ hội tuyệt vời được dành cho cầu thủ ba số 8. Được chuyền như đặt một số 7 Văn Dương. Vừa rồi thì Sô Nguyễn đã có vẻ như bị bất trụ. Nếu như một tình huống chắc trụ hơn của Sô Nguyễn thì cơ hội đã trở nên rõ ràng với anh hơn rất nhiều.
Sơn Soret. Chí Lập vẫn còn. Hôm nay cánh phải của các cầu thủ áo vàng đá vào Cương FC sẽ được bảo vệ bởi cầu thủ trẻ mang áo số 21, đó là Chí Lập. Một cầu thủ không qua Mỹ nhưng thi đấu đầy chắc chắn và tròn vai. Hiển Thợ Lặn xoay sở tốt, dứt điểm, không vào. Hiển Thợ Lặn luôn là như vậy, không cần dườm già, rất đơn giản, nhưng sự hiệu quả đến từ phong cách chơi bóng đơn giản của anh lại rất cao. Một tình huống đá phạt góc được dành cho các đội xanh Phúc Thái FC. Hoàng A C. Hiển Thợ Lặn dứt điểm, không vào. Nếu chút nữa thì số 24 đã có được một siêu phẩm. Một tình huống đi xe đạp của anh thật đáng tiếc. May mắn vẫn chưa chiếu lòng anh. Quá đáng tiếc cho số 24. Số cơ hội mà số 24 có kể từ đầu trận đã có khoảng 4 tình huống đối mặt. Rất tiếc. Từng vòng của Phương Thái FC ngày hôm nay những pha dứt điểm của anh vẫn hơi thiếu đi một chút cảm giác. Các đội xanh đang dần bắt nhịp với trận đấu ngày hôm nay. Tình huống tổ chức phối hợp tấn công của Phương Thái FC đang cho thấy độ hiệu quả của mình. Một đợt phản kích nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ trẻ mang áo số 21 Chí Lập. Rất hấp dẫn. Trận cầu tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Sau những phút đầu tiên thăm dò lẫn nhau thì vào thời điểm này cả hai đội đã tự tin để tung ra những biến đánh của riêng mình. Tân Soret khoảng trống cho Soret. Vẫn còn khoảng trống dứt điểm. Khoảng trống như vừa rồi với Tân Soret là cực kỳ nguy hiểm bởi cái chân phải uy lực của cầu thủ áo số 9 này. Tình huống dứt điểm của số 9 Tân Soret bên phía đá Hoa Cương là những tình huống dứt điểm không cần nhiều đạn. Một khoảng trống nho nhỏ thôi, cầu thủ này có thể tung ra những pha dứt điểm chết người. Tiến Hùng. Thoát pressing tốt, Hoàng AC mất bóng rồi. Tật cho đen. Đây là quân dừa. Đường truyền rất hay của Tật cho đen. Văn Minh vẫn còn. Hải Thợ Lặn đang đèo rất sát số 10 của Đá Hoa Cường. Hôm nay tuyến giữa của Phúc Thái FC đã thiếu vắng sự phục vụ của con quái vật của mình, đó là Trung Heo. Một sự thiếu vắng rất đáng tiếc. Tân Soret. Nguy hiểm. Như vậy là tỷ số đã được quân bình cho ba cầu thủ Phương Thái FC. Một tình huống vừa không hiểu nhau giữa trung vệ và thủ môn của các cầu thủ áo vàng. Rất bất ngờ. Thế trận mà các cầu thủ áo vàng tạo ra kể từ đầu trận đấu là một thế trận rất chắc chắn. Nhưng vừa rồi là một thoáng sơ sẩy, nơi hàng phòng ngự của họ đã bị trả giá bằng một bàn thua. Chí Lập. Vẫn là Chí Lập. Đây là quân dừa.
trong trận đấu chung kết của Europa League vào đêm ngày hôm qua, thì ở phút thi đấu thứ 74, Romelu Lukaku cũng đã có một tình huống dứt điểm, cú vào! Một lần nữa Hiển Thơ Lặng đã xuất hiện với pha dứt điểm búa bổ của mình. Nhưng giống với mọi lần trước, những tình huống dứt điểm cuối cùng của anh vẫn thiếu đi một chút chính xác. Thật sự rất đáng tiếc cho số 24. Một trung phong đầy triển vọng, đầy tuyệt vời của Phương Thái FC. Hiển Thơ Lặng, vẫn là Hiển Thơ Lặng dứt điểm. Lần này thì không gì có thể ngăn cản bàn thắng của số 24 được nữa rồi. Một tình huống lại mất tập trung nữa của các cầu thủ áo vàng. Vừa rồi thì Hiển Thơ Lặng đã trước thời cơ rất nhanh, tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho Phương Thái FC. Thế trận đang đảo chiều rất nhanh sau khi bất ngờ có được bàn thắng quân về tỷ số. Thì vào thời điểm này của Hiển Thơ Lặng thứ nhất, các cầu thủ Phương Thái FC lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Văn Duy, Tiến Hùng, dứt điểm. Nhịp chơi của các cầu thủ áo xanh đang là rất lần chuyển. Tâm lý của họ vào thời điểm này là rất thoải mái sau khi có được liên tiếp hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Vàng AC, vẫn là Vàng AC. Một tình huống chạy chấp rất quái của hậu vệ trái, đó là Trường Dâu. Hoàng AC. À, Thơ Lặng. Ngày hôm nay bộ ba của đội phòng ngự của Phương Thái FC cùng có số 17 Hà Thơ Lặng thi đấu ở vị trí trung vệ. Hậu vệ bên trái của họ đó là Hoàng AC. Chơi bên phía bên phải là số 18 đó là Tuấn Chuẩn. Những cầu thủ đều rất dày dặn kinh nghiệm. Văn Duy, dứt điểm từ xa, cú vào. Những đôi chân của các cầu thủ áo xanh đang trở nên rất thanh thoát. Có những lúc các cầu thủ trẻ áo vàng FC đã hòa cường đã tổ chức được một thế trận. Đây là pha dứt điểm của Văn Duy, cú vào. Vừa rồi là pha dứt điểm cần thiết của cầu thủ số 7. Những tình huống dứt điểm như vậy sẽ khiến cho tâm lý của các cầu thủ vàng được sốc lại. Nguy hiểm, tỷ số điểm quân mình là 2-2. Rất bất ngờ. Người vừa xuất hiện trên bảng tỷ số đó là cầu thủ vàng áo số 69 Trường Dâu. Một tình huống phối hợp mà khá hay giữa tiền đạo trung phong của các cầu thủ Hoa Cương, đó là cầu thủ số 7 và Văn Dương và hậu vệ trái Trường Dâu. Kết thúc bằng một tình huống dứt điểm một chân phải chân công thuận của anh. Thì cuối cùng thì mảnh lưới của Phương Thái đã phải rung lên. Hàng công của các cầu thủ vàng đang hoạt động rất tốt. Nhưng ở chiều ngược lại, hàng thủ của họ đang chơi bóng có thể nói là hơi thiếu tập trung một chút. Lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi từ phía sau của một cầu thủ vàng. Tình huống đá phạt rất nguy hiểm được dành cho đoàn quân tới từ Long Hải. Thì đá phạt. Tình huống tổ chức đá phạt nhanh của các đội sạch đã không thành công, nhưng vẫn có một quả ném biên được dành cho họ. Chí Lập, đây là Sô Nguyễn, 3-2. Vừa rồi thì Sô Nguyễn đã lựa chọn giải pháp dứt điểm thẳng. Quân Dừa.
rất thoáng, đây là Châu Nguyễn. Chí Lập rất khó khăn cho Chí Lập. Vừa rồi là sự áp sát rất kịp thời từ trung vệ của cao thủ Quốc gia FC, đó là số 17 thả trở lại. Nếu như không có sự áp sát kịp thời của số 17 thì rất nhiều khả năng Chí Lập đã có một tình huống dứt điểm về phía cầu môn của thủ môn bên phía Quốc gia FC. Với mong đợi của các quý vị khán giả, cuộc đối đầu giữa Phương Thái FC và cao thủ trẻ đá Hòa Khương đang diễn ra một cách rất hấp dẫn, với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Văn Duy rất khéo léo, tình huống qua người rất hay của Sô Nguyên. Thêm một đợt phản công nữa cho các thủ phạm. Văn Dương đang ở đáy biên. Dứt điểm thẳng. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên thành 3-2 cho các cầu thủ đá Hòa Khương FC. Người vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-2 đó là cầu thủ số 8 Sô Nguyễn. Một tình huống solo độc diễn của số 8 rất tuyệt vời. Cũng là lòng của anh cũng là rất tốt. Em gọi chúng anh gọi kia không? Có em nó vừa ngồi đây nó về. Bên này, đội này cũng kêu luôn. Anh đợi tí nó ra xong bên này có gôn rồi bảo nó bắt chẳng. Nó vừa ở đây mà anh. Thêm một lần nữa trong hiệp 1 của đội đầu này, các cầu thủ Đá Hòa Khương FC vươn lên dẫn trước. Liệu rằng trong những phút thi đấu tiếp theo các cầu thủ Phương Thái FC có thể lật ngược được thế cờ hay không? Có vẻ như giữa đội tỷ số đang trở thành thói quen của các cầu thủ áo xanh. Rất nhiều những trận đấu họ đã phải bị dứt vừa lên dẫn trước. Hải Thái Lan dứt điểm. Và dứt điểm của số 24 bên phía Phương Thái FC luôn tỏ ra rất sáng tạo. Cầu thủ này có thể dứt điểm từ mọi góc độ. Phong cách chơi bóng của số 24 người hiện thở lặng làm chúng tôi liên tưởng tới cầu thủ đang chơi cho Barcelona, đó là Luis Suarez, một tiền đạo trung phong chứa dành của bóng đá thế giới. Nguy hiểm, chứa không vào. Hoan hô Văn Tâm. Nếu như không có sự xuất sắc của Văn Tâm thủ môn bên phía Phương Thái FC thì vừa rồi Chí Lập đã có được một siêu phẩm cho riêng mình. Người sút cũng hay và người bắt trong pha bóng rồi thì lại càng tuyệt vời. Tiến Hùng cắt bóng tốt. Đây là quân chưa? Thả đáy, Sổ Nguyên. Chí Lập rất thoáng, cũng là Chí Lập. Văn Dương. Văn Dương căng ngang. Không vào! Từ khoảng cách khoảng 1,5 mét thì số 69 Trường Dâu lại có tình huống đưa bóng lên trời. Có lẽ pha dứt điểm vừa rồi của Trường Dâu bóng đi ra ngoài còn khó hơn là vào gôn. Rất tiếc cho số 69, anh đã chọn làm điều khó hơn. Tiến Hùng, vẫn là Tiến Hùng. Văn Dương một đợt phản công cho các đó bạn dứt soạn không bầu. Sút xa quen thuộc của cầu thủ mang số 8. Sút xa đã trở thành thương hiệu của Sô Nguyễn.
Chí Lập cầm được rồi. Tình huống hứng bước 1 đã không thành công của hậu vệ cánh phải bên phía đá Hòa Cường FC. Một tình huống bắt bước 1 tốt hơn thì có lẽ cơ hội đã mở ra với số 21. Như vậy là bên phía Phương Thái FC đã có sự theo đúng người. Chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của số 10 Nam Tôm trong đội hình của Phương Thái FC. Nam Tôm cũng là một cầu thủ rất quan trọng trong cách chơi của các thủ thuật Long Hải. Văn Minh. Tiếp tục là Văn Minh. Cánh trái đang là cánh tấn công chủ đạo của các áo vàng đá Hoàng Cường FC, nơi có sự xuất hiện của Lão Tư Trương Dầu và người đội trưởng của họ, đó là số 10 Văn Minh. Bất bóng nguy hiểm, Văn Duy, Hiền Thất Lăng, đây là Tiến Hùng, quảng trống cho Tiến Hùng, vẫn là Tiến Hùng, có lỗi rồi. Thêm một tình huống đá phạt rất nguy hiểm nữa được dành cho toàn quân áo xanh. Ly từ chấm đá phạt tới cầu môn của thủ môn bên phía đá Hoa Cường là chừng 14m, một góc sút rất rộng. Đây hoàn toàn có thể coi là một cơ hội để cho các cầu thủ áo xanh có thể có được bàn thắng rút ngắn, có thể có được bàn thắng quân bình tỷ số. Anh Cảnh em, số 11 tên gì anh? Lành. Trước bóng đang là Hiền Thất Lăng và người đồng nghiệp của anh số 17 Hải Thất Lăng. Hải Thất Lăng dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã được quân bình 3-3. Một cơ hội rõ ràng được trao cho các cầu thủ xanh và họ đã tận dụng rất tốt thời cơ đó. Người xuất hiện trên bảng tỷ số vừa rồi là trung vệ mang áo số 17 Hải Thất Lăng. Một bàn dứt đôi tỷ số đang rất chấp dẫn tại sân bóng đá Phủ Vũng Tàu. Hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng. Số cơ hội mà họ tạo ra là ngang nhau và bàn thắng trên bảng tỷ số bây giờ là ngang nhau, rất quyết liệt. Vừa rồi là một tình huống truy cản dũng cảm của Văn Bình. Nguyễn trước đó thì Văn Dương đã có một tình huống chuyền bóng cho số 69 Trường Dâu ghi bàn. Vừa rồi thì là một tình huống đắc lễ của người đàn anh, tình huống chuyền bóng dọn gỗ với pha đá băng vào đặt lòng cận thành của số 7 Văn Dương. Tỷ số được nâng lên thành 4-3 cho các cầu thủ đá Hoa Cường FC, rất hấp dẫn. Đây có thể coi là một trận cầu đình trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá Phủ Vũng Tàu. Bên phía các cầu thủ đá Hoa Cường FC có sự thay đổi người, sự thay đổi nhắm vào vị trí hàng công với sự xuất hiện của cầu thủ đó là Fiorino. Người rời sân nhiều chỗ cho anh là cầu thủ vừa mới ghi bàn, Văn Dương. Rất tốt, pha đi bóng rất tốt của Sô Nguyễn. Rất hay, vẫn là Sô Nguyễn, căng ngang. Không vào. Có vẻ như đó là một tình huống dứt điểm thẳng của cầu thủ số 8. Tình huống mở trong tâm, sau đó đặt cái lòng rất cơ bản của số 8 Sô Nguyễn. Bóng đã đi sát sạt cột dọc trong tình huống bóng vừa rồi. Trường Dâu. Đường chuyền mất thua của Trường Dâu. Đây là Hiển Thao Lan. Đường chuyền. Đường chuyền của số 24 đã hơi mạnh so với đà di chuyển của người đồng đội thủ má số 5 đó là Minh Thúc Tây. Nguy hiểm. Rất may trong tình huống chấm quân dừa đã xuất hiện kịp thời. Một đợt phản công cho các thủ vào dứt điểm. Không vào. Những pha xử lý trước đó của Dô Nguyễn thì rất tuyệt vời. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng anh lại thiếu đi một chút may mắn. Cú quăng chân bắt cô lấy bóng sống bằng chân phải của Dô Nguyễn. Bóng đã đi sát chặt cột dọc. Hai cơ hội trong ít phút vừa qua dành cho cầu thủ số 8.
vẫn chưa có được cú hat trick cho anh trong trận đấu ngày hôm nay. Phong cách chơi bóng của cầu thủ số 8 Châu Nguyễn có phần nào đó giống với đối phương người đồng đội bên kia chiến tuyến, đó là cầu thủ mang áo số 24 Tiền Giao Đăng. Phong cách chơi rất đơn giản nhưng hiệu quả thực sự đơn giản lại rất cao. Tiến Lành, cao thủ áo xanh cần hạn chế những đường truyền như vừa rồi bởi sự xuất hiện nơi hàng công của Sông Nguyễn là một sự xuất hiện rất nguy hiểm. Cầu thủ này luôn chơi bóng một cách dị dập là tốt, không vào, rất tuyệt vời. Vừa rồi là một pha đặt lòng vô cùng kỹ thuật của số 10 Lã Tôn, chỉ có cột dọc mới cứu được cho các cầu thủ đó cùng FC bàn thua vừa rồi mà thôi, rất đáng tiếc. Lão tướng Lam Tô vừa rồi đã lên tiếng nhưng thân may mắn đang ngoảnh mặt với anh. Rồi còn đấy, vẫn còn, đây là Văn Duy. Lam Tô được chọc khe, được chọc khe đã bị bắt bài bởi Văn Minh. Văn Minh đang thi đấu rất kín kẽ nơi hàng trái của các đó bạn. Để tình huống theo người rất sát và bên cạnh đó là những pha đọc tình huống rất tuyệt vời của hậu vệ cánh trái mang số 10. Rất nguy hiểm. Thêm một sai lầm nữa đến từ hàng thủ nơi các cầu thủ đá hoa cơm FC. Và hung thần của họ thêm một lần nữa là cầu thủ mặc áo số 24 Hiểm Theo Đặng. Cách biệt thêm một lần nữa là sang lớp. Tỷ số bây giờ đang tạm thời là 4 đều. Hoàng Sô, biển bóp, vẫn là biển bóp. Khi anh đi đâu, dứt điểm, dứt điểm khá kín chân của cầu thủ bên phía đá hoa cương FC. Văn Duy, hiệp một cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Phương Thái FC và đá hoa cương FC đang bước vào phút thi đấu thứ 32. Tỷ số vào thời điểm hiện tại đang tạm thời là 4 đều. Trận đấu chúng ta đang xem là chúng tôi live trực tiếp trên fanpage Phủi Vũng Tàu. Quý vị hãy truy cập Facebook mở từ khóa Phủi Vũng Tàu, đừng quên nhấn like cũng chia sẻ để trận đấu của chúng ta tới với được đông đảo quý vị khán giả hơn. Chúng tôi những người làm chương trình rất cảm ơn những sự tương tác của quý vị và các bạn rất nhiều. NATO rất bình tĩnh và khéo léo, đó là những pha xử lý của NATO. Được chọc khe, Hiển Thơ Đặng qua được người rồi, vẫn là Hiển Thơ Đặng, dứt điểm đi, không vào. Một cú chỉ ba là của số 24 vẫn chưa có hat trick cho anh trong trận đấu ngày hôm nay. Một thế trận đôi công mãn nhãn đã được các cầu thủ bên phô diễn và điều hưởng lợi, và người hưởng lợi cuối cùng trong màn thể hiện của các cầu thủ đôi bên đó chính là khán giả. Có điều vẫn mời cuối cùng
Và xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp vào buổi live của chúng tôi. Chào anh Nguyễn Đình Thành, chào bạn Văn Khót, chào anh Văn Hiệu, và anh Văn Hiệu gửi lời chào đến Tamaramen của chúng tôi. Sô Nguyễn, một tình huống là xử lý đầy sức mạnh của cầu thủ số 8. Nguy hiểm, Vianino rất kéo đá Vianino. Tình huống xử lý đầu tiên gọi là một tưởng chừng như đã loại bỏ được Hà Thiếu Đặng, nhưng với sức dướn của mình thì Hà Thiếu Đặng đã có tình huống truy cản tiếp theo là rất tốt. Vậy trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ áo vàng. Một tình huống đá phạt ngay từ bên phía phần sân nhà của các cầu thủ Thái FC. Đánh đầu. Rất tiếc cho Hiền Thợ Lặn, số 24 đỏ ra là một trung phong. Đánh hơi bàn thắng rất tốt, tình huống di chuyển không bóng, tình huống chạy chỗ của anh luôn là rất thoáng. Những người tiếp ứng ngay sau đường cho Motoma số 24 thường rất dễ dàng để có thể tung ra được những đường chuyển kiến tạo cho trung phong của mình bởi khả năng di chuyển cũng như tay đánh hơi của Hiền Thợ Lặn là vô cùng tuyệt vời. Nam Tô nguy hiểm, Vianino dứt điểm, tuyệt vời Vianino, một cú duỗi mù bóng sống vô cùng đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 17. Tình huống dứt điểm không thể cản phá của Vianino. Nếu như trong cùng vũ vừa rồi là Manuel Neuer thì cũng phải vào lưới bàn bao nhặt bóng mà thôi. Tỷ số được nâng lên thành 5-4 cho các thủ đá Hoa Cường FC. Nam Tôm rất khéo léo, Nam Tôm đã loại bỏ được Đặng Đức. Văn Duy dứt điểm, rất tiếc cho số 33 Văn Duy. Vừa rồi thì Văn Duy đã lựa chọn giải pháp tự mình dứt điểm. Nếu như đó là một đường truyền cho sự di chuyển của trung phong số 24 Hiền Thợ Lặn thì đã có cơ hội để đối mặt cho các cầu thủ Phú Tài FC. Rất đáng tiếc. Nam Tôm rất hay, Văn Duy rất điểm đi. Thêm một lần nữa tỷ số được Quân Bình rất hấp dẫn cho bạn. Lần này thì Văn Duy đã không bỏ lỡ cơ hội và người đồng đội của mình đó là số 24 Hiền Thợ Lặn trao cho nữa. Thì cũng dứt điểm rất lạnh lùng, bóng đã ghim thẳng vào góc xa, không có một cơ hội nào cho thủ môn bên phía đá Hoa Cường FC trong pha bóng rồi. Rất hấp dẫn, rất đáng xem. Đây đang là những phút thi đấu cuối của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số đang tạm thời là 5-5. Một cuộc dựa đổi tỷ số chẳng khác nào một cuốn phim hành động cả. Nguy hiểm. Hàng công của cả hai bên ngày hôm nay đang có một trận đấu rất thăng hoa. Liên tiếp mà những bàn thắng được họ ghi cho đến thời điểm này của hiệp thi đấu thứ nhất.
biển bóp. Sùng Nguyên rất khéo léo, tiếp tục là biển bóp. Hà Thế Lạm đã tỏ ra tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Cú chạm bóng của Vieno nhằm loại bỏ khả năng di chuyển của Hà Thế Lạm, nhưng bằng bộ pháp và sức giữ được tốt của mình, anh đã có thể quay lại và tiếp tục truy cản vào bóng rồi. Dứt điểm, cú dứt điểm hơi nhát chân của số 24. Đặng Đức, Minh Đông, vẫn là Minh Đông. Sổ Nguyên, khoảng trống của Sổ Nguyên, không vào. Tình huống dứt điểm hướng về phía cột xa của số 8 Sổ Nguyên. Lực đi của trái bóng thì rất tốt, nhưng độ chính xác thì chưa được cao. Dứt điểm, không vào. Những pha đi bóng của Hải Trợ hiện giờ là rất dũng mãnh, và dứt điểm của anh thì cũng là rất mạnh, nhưng độ chính xác của nó thì lại tỷ lệ nghịch với những pha đi bóng của anh. Tiếp tục là hiểu thơ lặng, đã không qua được Đạt Đức trong vòng bóng rồi. Rất nhanh chân thì mình chúng thầy đã tung ra pha dứt điểm, bóng đã đi hơi nhẹ một chút. Biển bóp, và một lúc này trọng tài chính ông Nguyễn Hồng Anh đã đổ vào kết thúc hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Cao Lộc Phương Thái FC và Đá Hoa Cương FC. Kết thúc hiệp 1 thì tỷ số là tạm thời là 5-0. I tried to read your book, but it's too complicated. Cầu thủ đều cần một đôi giày để tỏa sáng và hãy chọn Camito. I'm gonna try to find out.
Mỗi cầu thủ đều cần một đôi giày để tỏa sáng và hãy chọn Camito. Kết thúc hiệp 1 thì tỷ số đang tạm thời là 5 đều. Một cuộc giành đổi tỷ số rất hấp dẫn đã được tạo ra trong hiệp 1 và chúng ta cũng hy vọng trong hiệp trận đấu thứ hai này sẽ có thêm những bàn thắng được cả hai đội ghi. Và trong hiệp trận đấu thứ hai này, cao thủ Đá Hoàng Cương FC trong trang phục áo vàng quần vàng, họ sẽ là những người bảo vệ cầu môn bên tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Ở phần sân đối diện trong trang phục áo xanh quần xanh sẽ là sự xuất hiện của Phương Thái FC. Trong hiệp 1 của cuộc đối đầu này thì hàng công của hai bên đã chơi một trận đấu rất thăng hoa với 5 bàn thắng được mỗi bên ghi. Người đang chơi sáng nhất nơi hàng công của cao thủ Phương Thái là cái tên quen thuộc của thủ môn số 24 Kiểm Tấn Lặng. Đây là một cơ hội, Tiến Hùng dứt điểm. Rất nỗ lực của cầu thủ áo số 6 Tiến Hùng, nhưng những sự phòng vào áp sát rất kịp thời của cầu thủ áo vàng đã cướp đi cơ hội của anh. Nguy hiểm, Văn Dương vẫn là Văn Dương không vào. Vừa rồi thì số 5 Vĩnh Phúc Tây đã có tình huống băng vào truy cản rất mạnh. Nếu như không có sự sức mạnh của anh thì khoảng trống dành cho Văn Dương đã là rất nhiều. Phi Adino không vào. Tiến Lành đã cứu một bàn thua trên vạch thôi. Hiện thật là tốc độ của số 24. Tiếp tục là Tiến Lành. Quyền bóp.
ngay sau tiếng còi khai quân thứ hai của trọng tài thì lập tức cầu thủ đội bên đã tràn lên vào trận của nhau, tạo ra những đợt hãm thành và đã xuất hiện những cơ hội nhưng các chân sút của hai bên vẫn chưa thể tận dụng được những thời cơ đó. Đây là một thời cơ cho Hiển Thất Lạc, vẫn là Hiển Thất Lạc. Đúng rồi. Biển bóp. Rồi. Để lại. Đặng Đức Thái, Đặng Đức đã thoát đi khá nhanh trong khoảng bao rồi. Thì cũng thoát đi để cắt bóng rất hay của cầu thủ số 4. Vinh Trung Tây. Một quả đá phạt rất nguy hiểm được dành cho đoàn quân Thơ Trương Long Hải. Thì đã diễn đá phạt trực diện với cầu môn của Trường Rồng. Cự ly khoảng 18m. Góc chụp là rất rộng. Đứng trước bóng đang là hai cái tên quen thuộc, số 10 Nam Tụ và số 7 trung vệ Hải Thơ Lặng. Dứt điểm, đó là pha dứt điểm của số 17. Bóng đi rất căng nhưng đã không thể vượt qua hàng rào được trong tình huống quá vừa rồi. Ném biên cho các cầu thủ áo xanh. Vinh Thúc Thầy. Tiến Hùng. Tiến Hùng đã không thể qua được hai cầu thủ áo vàng trong tình huống quá vừa rồi. Cắt bóng tốt. Nam Tùng. Một cái. Hiển Thất Lạc. Vẫn là số 24. Tiến Hùng. Biển bóp. Hoàng Xu. Đường chuyền dài. Vinh Thúc Tây đã chọn đúng vị trí trong vòng bóng rồi. Thì một bóng bóng rất hay của cầu thủ số 5. Từ cánh phải anh đã băng vào được trung tuyến để hỗ trợ cho số 17 trung vệ Hải Thơ Lặng. Một pha dứt điểm kỹ thuật nguy hiểm, không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa. Người dứt điểm cuối cùng trong quả bóng vừa rồi là số 17 Biển Bóp. Một tình huống dứt điểm có vẻ như hơi thụ động của số 17. Bóng đá đi không đúng với ý đồ của anh. Trước đó thì Fiorentino đã có tình huống sửa lòng rất kỹ thuật, buộc thủ môn bên phía cao thủ Phương Thái phải đập bóng. Biển bóp, vẫn là biển bóp. Dứt điểm của đây. Ý đồ của biển bóp trong pha bóng rồi đó là tình huống dứt điểm đưa bóng về phía cột hai. Nhưng anh đã đặt sai trụ trong pha bóng rồi. Fiorentino. Bóng ra đi hết đường biên dọc, ném biên cho các gió xanh. Nam Tôm rất khéo léo, vẫn là Nam Tôm. Tiến Lành. Nam Tôm đã không thể qua được hai cái bóng áo vàng trong thi đấu vừa rồi. Nguy hiểm. Những tình huống bóng như vừa rồi cũng có thể coi là những tình huống sở trường của các gió xanh. Tình huống treo bóng dứt cây nêu vào phía cột hai và sự xuất hiện với khả năng đánh đầu cực tốt của trung phong mà số 24 đó là Hiển Thất Lạc. Dứt điểm cướp bóng và dứt điểm bằng chân trái của Nam Tùng. Trường Dầu đã kiểm soát tốt tình hình trong pha bóng rồi.
Minh Thông. Số 17 Hà Thái Lan bên phía Cam Phương Thái FC đang có một ngày làm việc khá tốt. Tình huống đọc bài rồi cắt bóng của một đội mà số 17 đang có độ hiệu quả khá cao. Pianino. Thêm một lần nữa sự xuất hiện của Hà Thái Lan đã làm cơ hội của Cao Thủ Áo Vàng trôi đi. Lối chơi của số 17 đó là rất rõ ràng, một lối chơi dũng mãnh và không khoan nhượng. Alo ạ. À, em có anh ơi. Thế Hùng, căng ngang. Vâng. Mũi điểm. Rồi ạ. Bóng đã không được đến đường vào chân đầu của số 24 Hiền Toàn Lạng. À, dạ, rồi để. Tình huống di chuyển không bóng của số 24 đã tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Em xem bóng hàng cầu môn của thủ thành phía Cao Thủ Áo Vàng. Cơ hội 2-1. Vẫn là Minh Thông, khoảng trống của Minh Thông xuất hiện. Rất tiếc cho Minh Thông. Một tình huống dứt điểm về phía cột 2 vừa rồi sẽ là rất tốt hơn cho Minh Thông. Ở phía cột 2 thì sự băng vào của Văn Dương đang là rất thoáng. Hiệp thi đấu thứ 2 đang bước vào phút thi đấu thứ 10 và vẫn chưa có 3 thắng được ghi cho đến thời điểm này của hiệp 2. Trong hiệp 1 thì đã có một cơn mưa bàn thắng. Và điều trái ngược đang diễn ra trong hiệp thi đấu thứ 2. 1/4 thời lượng của hiệp thi đấu thứ 2 đã trôi qua. Bàn thắng vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ như sau cơn mưa rào sẽ là những ngày nắng hạn. Biển bom. Vẫn biển bom. Fianino. Lỗi rồi, đã có lỗi của Tiến Lành. Cùng anh chia sẻ fanpage này có phải là cá nhân đặt thẻ. Chỉ có ví dụ anh fanpage thì like trên kia, like chéo lên fanpage của anh được. Một tình huống đá phạt cá nhân em khá nguy hiểm được dành cho Cao Thủ Áo Vàng. Sự bóng đang là cá nhân với nhau. Trận xúc phạt của thủ môn số 17 đó là Fianino. Nhiều khả năng đây sẽ là pha dứt điểm thẳng của Anh Đi Đồng. Dứt điểm. Thêm một lần nữa thì Hải trở lại. Trung vệ của Cao Thủ Phương Thái FC là chưa đúng chỗ. Vẫn là Hải trở lại với được các bóng rồi. Phi Anh Đi Đồng. Cánh trái đang là Hoàng Sô. Vẫn là Anh Đi Đồng. Biển bóp. Được chuyển. Anh 76 tên gì nhỉ? Như vậy là bên phía Cao Thủ Phương Thái FC có sự thay đổi người. Người rời sân là cầu thủ áo số 11 Tiến Lành. Và sân cho anh đó, thay cho anh đó là số 76 Tú Ba Gan. Một hậu vệ cánh trái rất dày dặn kinh nghiệm nơi hàng thủ của Cao Thủ Áo Xanh Phương Thái FC. Biển bóng. Fianino. Vinh Trung Tây đang áp sát rất nhanh. Hoàng Sô. Dứt điểm từ xa, nguy hiểm. Còn dứt điểm của Fianino đã đi chúng với vị trí mà thủ môn bên phía các cầu thủ Phương Thái chọn từ trước.
quả sổ. Tiền bóp. Cả hai đội đã có được những cơ hội cụ thể, những cơ hội nhất định để có thể đưa mình đến dẫn trước. Nhưng cho đến hiện tại các trận sút của hai bên vẫn chưa tận dụng được những cơ hội đó. Hiệp 2 vẫn đang dừng lại ở cái biệt đó. Ở tỷ số đó là 5 đều. Fialino, đây là cơ hội cho các đó bạn. Bắn sượt rất được. Không vào! Bóng đá bập mép dưới của xà ngang. Nhưng lưới của các cầu thủ Phương Thái FC vẫn chưa phải dùng lên lần thứ 6. Một vài dứt điểm rất tốt của cầu thủ số 7 đó là Văn Dương. Đánh đầu. Và tranh chấp hợp lệ của hàng phòng ngự của cao thủ Phương Thái FC. Tiến Hùng rất nỗ lực, vẫn là Tiến Hùng căng ngang, nguy hiểm. Rất may Đặng Đức đã chạm chân được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Nếu như Đặng Đức không có tình huống chọn vị trí tốt thì bóng đã đến với chân của số 24 Hiển Thất ạ. Và cơ hội đã trở nên rõ ràng hơn với anh rất nhiều. Minh Thông, vẫn là Minh Thông, rất dũng mãnh. Kiếm công. Tình huống bóng rất nỗ lực của cầu thủ mang áo số 89. Nato. Nguy hiểm. Sở trường, tình huống bóng sở trường. Đó là tình huống bóng sở trường của Hiện Thơ Lạc. Một tình huống cài người sau đó là pha lướt đi. Tình huống lướt đi của Hiện Thơ Lạc là rất nhanh, chẳng khác nào là những chú sóc cả. Các cầu thủ khi theo kèm trung phong mang áo số 24 của Phương Thái FC luôn phải rất vất vả bởi sự nhanh nhẹn cũng như khả năng tiền đè cực tốt của cầu thủ này. Đây là Hải Thơ Lạc. Fialino. Tiến Hùng. Đây là Tôm. Được chuyền Hải Thơ Lạc. Liên tiếp là những sự thay đổi người của cả hai bên. Trận đấu đang khiến các cầu thủ đôi bên tốn rất nhiều thể lực. Bóng không ngừng lăn, nhịp độ trận đấu là rất cao. Nato. Phạt góc cho các cầu thủ xanh. Văn Duy sẽ là người thiện của phạt góc này. Số Nguyễn. Fialino là người trái đã bắn lên. Nato, Văn Duy, Hiển Thơ Lạc, đáy biên rất hay, Văn Duy căng ngang. Đúng phối hợp xuống biên khá hay của càng rõ ràng. Quân Dừa. Cả người tốt, cả người và pha cả người và to đi rất tốt của biển bóng. Thêm một lần nữa thì Hà Trạng Lạc lại xuất hiện đúng chỗ. Sự xuất hiện của trung vệ mang áo số 7 đang là
Nguy hiểm. Sự xuất hiện của số 17 bên phía Phương Thái đang là một điểm tựa rất vững chắc về mặt tinh thần cho ba cầu áo xanh. Mà cầu quá ngang. Nguy hiểm, không vào. Tưởng như không có gì nguy hiểm trong pha các em vừa rồi của số 10. Nhưng bóng đã đi tìm chút cốt dọc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đây là quân dừa. Chúng ta xác định có tình huống đá lên cho ba cầu thủ áo xanh. Việc điều Đồng Nai đang bước vào phút thi đấu thứ 19 và tỷ số vẫn đang là 5-5. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp thi đấu thứ 2 này. Tất cả những bàn thắng cho đến thời điểm này đều được các cầu thủ hai bên ghi trong hiệp thi đấu nhất. Rất bình tĩnh, nguy hiểm, nghe thấy là rất đẹp. Đó là giá trị của cầu thủ mang áo số 24. Một khoảng trống rất nhỏ thôi. Ở một tình huống mà anh đang phải xoay lại với cầu môn của đối phương, anh vẫn có thể tung ra một pha dứt điểm bằng chân trái rất tuyệt vời. Tỷ số được nâng lên thành 6-5 cho các cầu thủ áo xanh Phương Thái FC. Những tình huống dứt điểm của số 24 là rất đa dạng, không cần nhiều đà, không cần quan sát nhiều, nhưng có thể nói cảm giác, cảm quan vị trí của số 24 là rất tuyệt vời. Hải Thế Lan, Đặng Đức, Sổ Nguyễn, khoảng trống rất đẹp. Vẫn là Sổ Nguyễn. Vianino rất đẹp, không vào. Hoan hô Văn Tần. Một tình huống vay người cản phá rất kịp thời của thủ môn bên phía cao thủ Phương Thái. Nếu như không có sự xuất sắc của Văn Tần trong pha bóng vừa rồi, lưới của cao thủ Phương Thái FC đã phải rung lên lần thứ 6. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì những người đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, những người đã có được bàn thắng mở điểm là các cầu thủ áo vàng Đá Hoa Cương FC. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này thì gió đã đổi chiều khi mà những người có được bàn thắng vươn lên dẫn trước là đoàn quân áo xanh tới từ Long Hải Phương Thái FC, với một tình huống ra chân rất quyết đoán bằng chân trái của tiền đạo trung phong số 24, đó là Hiền Thái Lặng. Phẩm chất ngôi sao đưa được số 24 thể hiện một cách rất đúng chỗ thì câu lạc bộ của anh cần anh ngay lập tức. Cầu thủ này lên tiếng, vẫn Hiền Thái Lặng, thất điểm, không vào. Rất đơn giản, đó là những pha xử lý cực kỳ đơn giản của số 24. Độ nguy hiểm của nó thì đã cực cao. Văn Duy tình huống 3-3, vẫn là Văn Duy, dứt điểm luôn, không vào. Dứt điểm tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 23. Bóng đá từ từ bay và nó tìm trúng cái cột dọc. Thật sự rất đáng tiếc cho số 23. Anh đã có rất nhiều những pha dứt điểm nhưng mà thắng vẫn đang ngoảnh mặt với anh. Rất bất ngờ. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 7-5 cho ba cầu thủ Phương Thái FC. Tình huống dứt điểm rất quái của cầu thủ mang áo số 10, đó là La Tùng. Anh đã dứt điểm thẳng từ một tình huống đá phạt góc.
đó là một thoáng mất tập trung nơi hàng thủ của các cầu thủ áo vàng. Hiệp thi đấu thứ hai đang trôi qua được một nửa quãng đường và hai bàn thắng vừa để dẫn trước là những gì mà các cầu thủ Phương Thái FC đã làm được trong thi đấu vừa qua. Thế trận rất chắc chắn nơi phần sân nhà đang được các cầu thủ áo xanh tạo ra. Bên cạnh đó là những đợt phản công và những đợt phản kích có thể nói là sắc nét. Hai trong số những đợt phản kích đó, các cầu thủ áo xanh đã cụ thể hóa bằng những bàn thắng. Chuyển bóng. Đây là Đăng Đức. Rất thoáng, Quân Dừa. Đường truyền cuối cùng của Quân Dừa thì lại không được tốt. Sau khi phải nhận liên tiếp hai bàn thua ở hiệp thi đấu thứ hai này thì có vẻ như tinh thần của cầu thủ áo vàng đang bị chùng xuống một chút. Hơi đứng vào hết và thời điểm này họ đang rất cần một bàn thắng để có thể sốc lại tinh thần của mình. Ở trên ngược lại thì cầu thủ áo xanh Phương Thái FC sau khi có được hai bàn thắng vừa để dẫn trước thì họ đang có một tinh thần có thể nói là rất bình tĩnh. Sự bản lĩnh của họ đang được thể hiện một cách tốt nhất. Vianido dứt điểm, cú vào. Thêm một pha dứt điểm nữa, kỹ thuật nữa của Vianido. Biển bóng vẫn còn. Tình huống dứt điểm hơi vội của cầu thủ số 17. Hà trở lại. Nguy hiểm. Chúng treo bóng thẳng về phía cầu môn của thủ thành Kiên Quân. Rất may trong pha bóng rời thủ môn về phía các cầu thủ áo vàng đã có một tình huống chơi bóng tập trung. Chỉ một thoáng sơ sẩy thôi thì ngay lập tức bàn thua sẽ xuất hiện với các cầu thủ áo vàng. Này thế trận và cách chơi của cao thủ vàng là khá tốt nhưng sự mất tập trung nơi hàng phòng thủ đã khiến cho họ đang phải rơi vào thế rượt đuổi. Hàng công của cao thủ vàng trong hiệp thi đấu thứ nhất đã hoạt động một cách bùng nổ với liên tiếp những bàn thắng. Trong hiệp thi đấu thứ hai này có vẻ như các cầu thủ Phương Thái FC đã bắt bài được lối chơi đó. Họ đang tổ chức một thế trận phòng ngự rất vững vàng nơi phần sân nhà của mình. Điều đó đang gây ra rất nhiều những khó khăn cho đội quân áo vàng. Và thời điểm này bên phía các cầu thủ áo vàng đá vào tương FC cần phải có sự xuất hiện của những ngôi sao, sự tỏa sáng của các ngôi sao thì mới mong có được những bàn thắng chỉ ít là quân bình tỷ số. Lối chơi của họ vẫn đang có một chút gì đó hơi vội vàng ở những đường chuyền quyết định và bóng dứt điểm cuối cùng, cần phải bình tĩnh hơn nếu như họ muốn có được bàn thắng trong những phút tiếp theo. Đây là một lần phản kích cho các cầu thủ xanh nguy hiểm. Thêm một lần nữa thì Nam Tôm đã thử tài từ một bên phía các cầu thủ đá Hoa Cường FC. Lần này thì Kiên Quân đã chơi tốt. Đây là Fialino. Bắt người vào. Bắt Cương còn đông lắm, đã trận 2. Bắt
đồng. Phạt góc cho các cầu thủ áo vàng. Nguy hiểm. Với một thế trận bế tắc như thế này thì những tình huống cố định cũng có thể coi là một cứu cánh được dành cho đoàn quân áo vàng khi mà mọi lối, mọi ngã đường hướng đến cầu môn của thủ môn bên phía của AFC đang bị các cầu thủ áo xanh phong tỏa rất kín kẽ. Các cầu thủ áo vàng cần phải gia tăng thêm nhiều hơn nữa áp lực lên cầu môn của Phương Tạ. Nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm từ xa cực tốt của số 8 Nguyễn Sô. Thực sự rất thiếu may mắn cho cầu thủ mà số 8 này. Bóng vừa đã đi trúng vào xà ngang. Chỉ có xà ngang mới cứu được cho các thủ Phương Tạ FC và thua trong pha bóng rồi. Lúc này trên fanpage của chúng tôi đã có rất nhiều những quý vị khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu này qua màn ảnh nhỏ. Họ cũng đang dành rất nhiều những lời động viên cho cầu thủ đội bên. Đây là một cơ hội hiện thời lắm. Rất tuyệt vời. Thêm một lần nữa thì cái tên mang áo số 34 lại lên tiếng. Lần này là một siêu phẩm. Cũng là người bắt volley vô cùng đẹp mắt của hiện thời lắm. Tỷ số được nâng lên thành 8-5. Cách biệt bây giờ đang là 3 bàn rồi. Bên phía các cầu thủ Phương Thái FC vừa có sự thay đổi người. Chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của cầu thủ mà áo số 22 đó là Văn Lý, cầu thủ vào sân và thi đấu ở vị trí hậu vệ bên phải. Khả năng tận dụng của cơ hội của các đội sân trong hiệp thứ hai này là rất tốt. Cơ hội mà họ tạo ra là khá ít ỏi, nhưng họ đã tận dụng gần như là tối đa các cơ hội mà họ tạo ra. Văn Dương, biển bóp, nguy hiểm. Bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới của Phương Thái FC. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu hai còn khoảng 10 phút nữa. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ áo vàng. Văn Minh dứt điểm. Sô Nguyên. Pianino. Vẫn là Pianino. Dứt điểm. Cú vào! Ít phút vừa qua thì hai lần xà ngang đã cứu cho các cầu thủ Phương Thái FC những bàn thua. Thật sự là đáng tiếc cho đoàn quân đá Hoa Cương. Số cơ hội mà họ tạo ra trong hiệp thi đấu hai này là rất nhiều. Chưa một lần họ có thể tận dụng được những thời cơ đó. La Tôm. Vẫn La Tôm. Rất khéo léo. Văn Duy. Đường lên bóng và mở bóng của các cầu thủ đại là rất thoáng. Vẫn còn căng ngang. Đường căng ngang của Sô Nguyễn thì lại không được tốt. Nếu như Sô Nguyễn có một tình huống đặt trụ chắc chắn hơn trong pha bóng rồi thì có lẽ đường căng ngang của anh đã đến được với đà di chuyển của Fiorentino. Một đợt phản kích cho các cầu thủ xanh. Đây là Phan Duy. Văn Dương. Vẫn là Văn Dương. Dứt điểm từ xa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-8 cho các cầu thủ áo vàng. Giải pháp mà rút dứt điểm từ xa đang được các cầu thủ áo vàng thực hiện rất nhiều và cuối cùng thì họ đã được đền đáp.
Vừa rồi là một pha dứt điểm rất tốt của cầu thủ áo số 7 đó là Văn Dương. Cách biên bây giờ chỉ còn 2 bàn mà thôi. Cơ hội thì vẫn còn nguyên. Nam Tông. Fiadino. Sổ Nguyễn. Biển bóng đã vào lên rất thoáng bên cánh phải. Căng ngang. Được căng ngang đã bị chặn lại bởi Hạ Trở Lạng. Cây cột điện được trồng nơi trung tuyến của ca cầu thủ áo xanh đang phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất, một cách tốt nhất. Rất nhiều những tình huống chọn vị trí, những tình huống đọc bài, sau đó các bóng tuyến bay của cầu thủ áo số 17. Quý vị đang thân mến, trận đấu chúng ta đang xem được diễn ra trên sân bóng đá Phường Vũng Tàu, một trận đấu đạt tiêu chuẩn FIFA, cái mặt sân và kích thước là rất đẹp. Với mặt sân và kích thước chuẩn như thế này thì các cầu thủ thi đấu trên mặt sân này sẽ có thể phô diễn hết những kỹ năng mà mình có. Na Tôm. Vẫn là Hải Thảo Đặng. Tình huống xuất hiện rất đúng chỗ của trụ vệ mà số 17. Quyền bóng rất quyết liệt, vẫn là Na Tôm đang ngang và Duy dứt điểm. Không vào. Thêm một lần nữa thì cột dọc đã cướp đi bàn thắng của cầu thủ số 23. Trong ít phút thì số 23 đã có hai lần dứt điểm vào cùng một vị trí, đó là cột dọc. Nguy hiểm. Sau khi thoát thua thì các cầu thủ áo vàng lập tức có một đòn hồi mãn thưởng. Người vừa có pha dứt điểm thanh bàn là số 17 Vianino. Cách biệt được rút ngắn xuống chỉ còn là một bàn mà thôi. Tỷ số trên bảng điểm bây giờ là 7-8. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai còn khoảng hơn 5 phút nữa. 5 phút cho những nỗ lực san lấp cách biệt của các cầu thủ áo vàng Đá Hoa Cương FC và 5 phút cho những nỗ lực nhằm bảo vệ cách biệt mong manh của Phương Thái FC. Người lợi điểm cho đến thời điểm này vẫn đang là các cầu thủ áo xanh Tứ Lâm Hải. Thêm một cơ hội nữa được dành cho các cầu thủ áo xanh. Người thực hiện vẫn là cái tên quen thuộc số 17 trung vệ Hải Thượng Lặng. Dứt điểm. Pha dứt điểm của số 7 đã không bị qua rào. Thêm một pha dứt điểm nữa. Với bóng lăn chạm người một cầu thủ bàn hiện được bên ngang phạt góc cho Phương Thái FC. Những bài đá phạt góc cũng có thể coi là những bài thủ và đoàn quân áo xanh thường xuyên sử dụng. Tình huống che bóng vào cho khả năng đánh đầu và tỷ lệ cực tốt của số 24 trung phòng hiện ra lại. Nguy hiểm. Tình huống phản kích 3-2. Sô Nguyễn. Văn Dương đã bay lên, xuống lên dứt điểm, không vào, vẫn là một chút đá dở, vào rồi, tuyệt vời, một trận đấu điên rồ đang diễn ra trên sân bóng đá Phường Vũng Tàu, tỷ số vào lúc này đã được quân bình là 8-0, thật sự là rất đáng tiếc cho các quý vị khán giả nào không theo dõi trực tiếp trận đấu này, một cuộc rượt đuổi tỷ số rất nghẹt thở. Chúng tôi cần phải dành những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến công đoàn hai bên. Họ đã có một ngày thi đấu cống hiến cho các quý khán giả những đường bóng
hay và những pha ghi bàn có thể nói là tuyệt vời. Rất kịch tính. Thời lượng của hiệp thi đấu 2 không còn nhiều. Và lúc này thì tỷ số đã được quân Bình là 8 đều. Trong những phút ít ỏi còn lại của hiệp 2, nếu như đội nào có được bàn thắng thì nhiều khả năng chiến thắng sẽ có thể lật đổi bóng đó. Phước Thái hay Tam Quân Ngủ đã bao nhiêu bàn thắng sẽ có thể đổi nào, chúng ta cũng chờ xem. Quân Dừa, vẫn là Quân Dừa. Những tình huống đi bóng đơn giản như vừa rồi của Quân Dừa thì không thể qua được vào bóng chắc chắn của Ca Giò Xanh được. Số 17 Fiadino đang là một hạt nhân rất quan trọng trong lối chơi của Cao Đỏ Áo Vàng. Cầu thủ này đã trực tiếp có được bàn thắng để rút ngắn cái biệt. Và anh cũng đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của Đá Hoa Cương FC. Những tình huống di chuyển không biết mệt mỏi của số 17 đang tạo ra những khoảng trống, những lợi thế cho các đồng đội của mình. Hiển Tất Lạc. Trong những phút thi đấu còn lại của hiệp thứ hai, các cầu thủ bạn cần phải đặc biệt dành sự chăm sóc kỹ lưỡng cho số 24 Hiền Thơ Đặng, một trung phong luôn xuất hiện như từ dưới đất chủ đề. Nếu như trận đấu diễn ra trong vòng 240 phút thì chúng tôi nghĩ Hiền Thơ Đặng cũng không biết mệt mỏi là gì. Trên gương mặt của anh chưa bao giờ xuất hiện dấu hiệu của sự mệt mỏi. Có thể nói trong tư điển của anh không có từ mệt mỏi thưa các bạn. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha dứt điểm bằng chân trái của số 15 tuổi. Đồng hồ đang điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Tỷ số vẫn đang tạm thời là 8 đều. Việt Bóp vẫn là Hải Thơ Lặng, anh luôn xuất hiện rất đúng lúc và đúng chỗ. Tú Bà Gác, vẫn Tú Bà Gác chính mũi. Fiadino, Văn Dương, vẫn là Văn Dương đối mặt. Dứt điểm không vào. Có vẻ như tâm lý đã ảnh hưởng đến pha dứt điểm vừa rồi của Văn Dương. Một tình huống đối mặt của anh quá đáng tiếc, rất nguy hiểm. Đây là Tú Bà Gác. Hiền Thơ Lắc. Bị bóp. Tỷ số đẹp anh Hoàng Anh ơi. Một chút điểm tĩnh rồi thì trong pha bóng rồi Văn Dương đã có được bàn thắng để đưa đoàn quân Đá Vàng vươn lên dẫn trước. Vẫn là Văn Dương. Hai cơ hội liên tiếp được dành cho cầu thủ mà rồi 7. Và một đúng lúc này trọng tài chính Nguyễn Hoài Nhân Hồi có kết thúc cuộc đối đầu giữa Phương Thái FC và các cầu thủ Đá Hoa Cương. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai thì tỷ số là 8 đều, một tỷ số rất đẹp. Và quý vị đã đến với buổi trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay đến đây thì xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn.